Rất hân hạnh được chào đón quý du khách ạ. Nếu mà đoàn chúng ta có đến vùng đất Ninh Thuận thì đây được xem là một vùng đất có nhiều người Chăm sinh sống với số dân hơn 82.497, sống tập trung nhiều nhất ở huyện Đinh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Và hiện nay ở vùng đất Ninh Thuận đây thì còn tồn tại 3 cái ngôi tháp như thế này. Nếu mà quý du khách có đi ngay trên quốc lộ 1A hướng ra Nha Trang thì chúng ta sẽ được nhìn thấy tháp Hòa Lai, hay còn gọi là Ba Tháp, được xây dựng vào cuối thế kỷ 8, đầu thế kỷ 9. Còn đây là cụm tháp tồn tại thứ hai ở vùng đất Phan Rang. Và cách đây tầm 20 cây số thì chúng ta lại chiêm ngưỡng một ngôi tháp cuối cùng, đó là tháp Po Rome, được xây dựng vào thế kỷ 17. Và nơi mà quý du khách đang tham quan, em xin nhắc lại, có tên gọi là Po Klong Garai. Nếu mà đọc bút chính xác người Chăm tụi em đọc đó là Po Klong Garai, được xây dựng vào cuối thế kỷ 13, đầu thế kỷ 14, tọa lạc trên ngọn đồi trầu thuộc phường Cô Binh, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Và khi bước lên đỉnh tháp đây thì quý bạn chúng ta thấy là còn tồn tại 3 ngôi tháp như thế này đây ạ. Mỗi ngôi tháp đều có những chức năng, ý nghĩa khác nhau. Vì phía đông thì chúng ta sẽ thấy một cái ngôi tháp có độ cao 8,56 m. Tháp này thì người Chăm họ gọi đó là tháp cổng ra vào cho các vị thần linh. Người Chăm họ quan niệm một điều rằng thần linh của họ chỉ đi một lối duy nhất, đó là hướng đông. Vì vậy nên nếu mà sau này quý đoàn của chúng ta có đến những ngôi tháp Chàm cổ kính như thế này, nếu đặt chân vào ngôi tháp nào có 2 đến 3 cửa ra vào thì hãy nhớ giùm em rằng đó là đền thờ phụ, không phải là nơi thờ chính. Về phía đông nam thì ngôi tháp này người Chăm họ gọi là Tham Phước Giang Vui. Vui có nghĩa là ngọn lửa. Vì vậy tháp này xây dựng để thờ thần lửa của cộng đồng Chăm. Và đối với người Chăm thì có 3 tôn giáo như sau: Bà La Môn giáo, Bà Ni và Islam. Người Bà La Môn giáo khi mất đi thì họ sẽ hỏa táng, và họ quan niệm một điều rằng thần linh, tức là tháp lửa này, khi mà họ hỏa táng như vậy, vị thần lửa sẽ có nhiệm vụ đó là đưa lên hồn người quá cố về cõi vĩnh hằng. Và đó là một trong những nguyên nhân có tháp lửa ở đây. Và nếu mà quý du khách chúng ta sẽ thấy tháp lửa mang dáng vóc khác hẳn với 2 ngôi tháp còn lại. Ở đây sẽ có một cái mái con của con thuyền. Người Chăm xưa kia họ rất giỏi về nghề làm điện. Nếu mà quý du khách đã ghé Quảng Nam, chúng ta sẽ nghe đến các cửa Đại, cửa An Bàng, Châu Sa, Quảng Ngãi hay là Thị Nại, thì đó là những thương cảm của cộng đồng Chăm từ đấy giờ. Và để tưởng nhớ cái người của người Champa xưa thì họ làm mái con hình thuyền, con cháu tưởng nhớ. Và nói về tháp chính đây ạ, tháp chính có độ cao 20,5 m. Những gì quý vị thấy ở đây màu xanh thì đó là màu xanh của cuối thế kỷ 13, phần lớn là đá cát chết. Nếu mà chúng ta thấy có màu trắng trước mắt ở đây thì màu trắng này đã bị trùng tu. Và cái ngôi tháp em có là hồi nãy em đã nói là ngôi tháp này có tên gọi là Po Klong Garai. Po Klong Garai tức là tên một vị vua của người Chăm, và vị vua này đã trị vì vương quốc Champa được 54 năm, từ năm 1151 đến 1205. Trong quá trình trị vì thì tất nhiên những vị vua nào đều có cái con lao cho người Chăm, và cái con lao mà được người Chăm họ luôn nhớ nếu nói về vị vua Po Klong Garai đó là con lao xây dựng một cái nguồn nước, đập Nha Trinh và đập Lâm Cấm. Và nhờ có cái nguồn nước để đồng bào Chăm có nước tưới tiêu, mang cuộc sống sung túc ấm no. Thì sau khi ngài mất đi, vị vua đời sau tức là vua Simha và Manpa, sự liệu mình gọi là vua Chế Mân, đã cho xây dựng những đền tháp như thế này để thờ vị vua Po Klong Garai. Theo tiếng gọi của người Chăm, Po có nghĩa là một vị vua, còn Garai ở đây có nghĩa là con rồng. Vì vậy nên chắc hẳn một số khách ở đây chúng ta là ghé tháp bà Po Naya thì tưởng Po là một, nói chung là Po theo tiếng gọi là người Chăm họ gọi đó một vị vua còn một vị thần. Còn Y Thư là người mẹ, còn Nư Cành là xứ sở, là người mẹ đã sinh ra con người Chăm là ở tháp bà Po Naya. Còn ở tháp Po Klong thì là đây trên cửa chính thì quý vị sẽ thấy một tháp tượng thờ việc tượng thập Siva, một trong 3 vị thần tối cao gồm Siva là Ma và Vũ Lưu. Phương đối với cộng đồng Chăm họ lại tôn thờ vị thần Siva là vị thần tối cao. Siva là một vị thần hủy diệt và tái tạo, hủy diệt những cái xấu để tái tạo ra cái mới, mang lại hạnh phúc cho nhân loại. Và chính tổng thân thần Siva là nữ tính, tức là có sự âm và có dương ở trong cái mặt sau của mình. Nếu mà đồ lát nữa quý đạo chúng ta có đi vào bên trong tháp chính thì xin để ý mình có 2 cái trụ đá. đây là các chữ viết như thế này. Ở đó là chữ viết chữ Champa cổ. Nôm na ý nghĩa về hai trụ đá này như sau: như là một hoạt động phát họa hay sản sinh làm nông nghiệp của cộng đồng Chăm. Ở khu vực này cuối thế kỷ 13, ở đó có khắc trên những đêm là các những đồng, những con lúa hay những con sông hay vô số những con đầm. Nó đã khu vực tham gia tuy phong và đến khu vực Phan Rí. Đó là ý nghĩa trời về hai trụ đá như vậy. Một lát nữa nếu mà chúng ta có vào bên trong tháp thì sẽ thấy một cái linh vật ở bên tay trái đi vào, đó là bò hầm Nam Kim. Nên tại sao người Hindu hay nói cách khác người Chăm Bà La Môn giáo họ không ăn thịt bò vì họ sợ bò. Còn vào sau bên trong phần tháp thì chúng ta lại thấy bức tượng thờ cuối cùng, đó là Linga và Sony. Nếu mà một số khách chúng ta đã có cơ hội ghé những ngôi tháp Chàm cổ kính thì chắc hẳn một lần đã nghe đến hình tượng Linga và Sony. Nhưng ở đây nếu mà chúng ta vào thì sẽ thấy Linga có khắc hình tượng bán thân của vị vua Po Klong Garai. Vị vua Po Klong Garai là một vị vua như bao người chúng ta đã được người Chăm khóa lên vì mới được đặt trực tiếp vào đối tượng vào Linga, vì Linga là hóa thân đầu tiên của Siva trên thế gian. Và Linga thể hiện cho lực, cho đi thể hiện cho cái. Khi Linga cho đi kết hợp tạo ra nguyên lý về lực cái nên người Chăm để duy trì đời sống, để cho sự sinh sôi nảy nở thì họ thờ phượng Linga và Sony. Ngoài ra nếu mà chúng ta có đi sau ngôi tháp chính sẽ thấy về cơ yếu nơi thờ của có thể trao đổi trực tiếp với em, tại vì em chỉ tiếp bên ngắn gọn và xúc tích như vậy thôi.